Bạn đã muốn tìm arc Free Fire, arc Roblox, thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay riagi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riagi mình. Và ngày hôm nay thì bên là Free Fire ra mắt chúng ta đó là vòng quay gì đây? Dạo này được cái là mỗi ngày đều có một sự kiện gì đó, không nhỏ thì to mà không to thì nhỏ đấy. Và được thật sự đấy, được thật sự anh em ạ. Ok, mạng lag à? Vâng, ra hồi hiểm mạng mà mạng lag Free Fire rồi. Dạo này từ hồi cái shop nó sửa lại em nào bị lag đây. Thạch nhân hộ pháp, bộ này ra ở server nước ngoài lâu rồi và trông như đường tăng anh em ạ. Và vãi trưởng, và trông gọi là như thiếu lâm tự. Tôi cũng chả hiểu bộ này nó ra để làm gì đó. Bộ này nó có ba cái quả liệu hộ pháp nó quay quanh cổ đấy. Nói chung là bộ này trông cũng chả xấu, cũng chả đẹp, cũng chả hiểu tại sao lại xuất hiện trong game nữa đấy. Game Free Fire chúng ta bây giờ nó phải có một cái gì đấy để cho chúng ta gọi là có động lực để mua. Nhưng mà điều đấy không quan trọng, quan trọng trong này nó có cái ván 3 triệu. Cái ván này ngày xưa kỷ niệm 3 triệu like ở trên Facebook của Free Fire đấy anh em ạ. Và từ lâu lắm rồi, ván này từ hồi 2018 cơ đấy. Ván quả ván siêu cổ luôn, ván gọi là cổ, các loại cổ, và nó gọi là siêu cổ đấy. Còn cái vòng quay này thì mất tổng cộng là 1112 kim cương nha anh em nhá. Tổng tôi cộng rồi đấy, trước khi mà chơi thì tôi cộng rồi. Nói chung cứ phải quay nó cuối cùng nó mới ra là bộ hộ pháp thôi. Và trông như kiểu là võ lâm đấy, trông như kiểu thiếu lâm tự anh em ạ. Đấy, bộ này trông nó cũng khá hay đấy, trông nó cũng hay đấy, trông nó cũng được đấy. Anh em nào mà theo phong cách của thiếu lâm đấy, phong cách gọi là kiếm hiệp ngày xưa thì sẽ thích cái bộ này đấy, đúng là đầu là thầy tu luôn đấy, chất lượng là, nhưng mà nhìn nó không bị bóng bóng như kiểu Saitan, đầu Saitama. Và đầu này kiểu này có tí tóc đấy, tức là có tí tóc nó mọc xoe ra, tức là tí tóc nó mọc lô nhô lên đấy, tức là không chọc hẳn 100% nhưng mà trông cũng rất là chiến đấy, trông rất là chiến luôn. Ôi, hôm nay bên bán giảm giá bộ đại ca ngổ ngáo 269 kim cương ạ. Vãi trưởng, lần trước bộ này ra ở đâu nhỉ? Lần trước tôi nhớ bộ này phải 1000 mấy kim cương ạ. Ui, đúng rồi, bây giờ cái gì cũng hạ giá hết rồi anh em ạ. Và cái gì trong con game này cũng hạ cờ mờ nó giá, hạ giá thật sự ạ. Và vãi trưởng có bà bường, hạ giá này chịu rồi, hạ giá này gọi là chịu rồi. Mà hạ giá này phải gọi là ngon cơm anh em ạ. Và hạ giá này gọi là ngon cờ mờ nó cơm rồi. À, chịu rồi. Ok con dê. Cái này là cái bộ trang phục này. Mà bộ này mình có rồi, mua một quái nhỉ? Quên. đang định mua anh em ạ. Đang định mua, quên mất. Mình có rồi, mua làm quái gì. Ok, vào shop. Bây giờ các bạn mấy cái bố trí tủ đồ nó khó tìm thực sự ạ. Ok, đây thì thay cái mặt nạ khác, mặt nạ kia che hết cả đầu mình sư cọ. Đấy, ok, xa cho quả thầy tu đeo kính trong chiến thật sự. Đường này đường tăng đường tăng cơ chứ không phải đường tăng nữa. Đấy, được không anh em? Đấy, nói chung là anh em thay mặt gì bạn cũng được, thay kính thì bạn cũng được, trông rất chiến. Nói chung là bộ này kiểu phong cách kiểu chiến ấy. Đấy, chiến tuy là nửa là theo phong cách hơi của các võ sư thiếu lâm đấy, mà nửa là theo phong cách hơi robot chiến một tí. Trông được nhà. Ui, kính này trông được này. Ui, hộp kính này trông chất này đấy, quả dâu này hết nước chấm luôn đấy. Làm một kính này trông được đấy, làm mấy quả kính anh em ạ, là mấy quả kính đen đúng kiểu chiến luôn. APX thắng là mời chơi xếp hạng à? Có nên chơi không nhỉ? Và có nên chơi không nhỉ? Chơi lại ăn hành, chơi lại phải gánh team mệt lắm, hợp lý không anh em? Chơi phải gánh team đấy. Xả trong chiến nó phết đấy, chả biết vào trong game trong bộ này trong có lực không đấy. Tại vì có một số bộ mặc ngoài sảnh trời trông rất lực mà vào trong game không lực lắm. Nhưng trước cái đó thì anh em đừng quên ghé qua Rikaki Store, đây là bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ngôn. Tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi cái tựa game di động nó ok hơn. Bên cạnh đó thì khi mua bất kỳ một tai nghe nào anh em sẽ được nhận ngay đó là một cái mức giảm giá rất là tuyệt vời. Và khi mua bất kỳ một quả tản nhiệt nào cũng sẽ nhận được ngay một bao tay memo đứng link tham khảo để trong phần mô tả bên dưới phần comment. Ngoài ra thì anh em có thể vào thẳng Shopee tìm Riagi Store HN, Riagi Store HCM mua hàng cũng được. Ok đấy, quả nhảy du sạc đi quả máy bay sập sình. Tôi gọi cái này là cái máy bay sập sình anh em ạ. Trông rất chiến. Trời, vào đáp rồi em, trông chiến không anh em? Ôi thật xua vừa xuống tim ông nào bị bắn nó mất một đông máu thế kìa. Đấy, ui giời hay quá, solo thắng kìa, đuổi của nó đấy. Ok, kiếm nó súng gì đây? M14. M14 mày bắn nó tung người ngay. M14 bắn hết nước chấm ngay. Đây có một đống xu này, quên không nhặt. Đấy, quên không nhặt anh em ạ. Và xài thằng nào loanh quanh đây không nhỉ? Bắn nứt người luôn. Đó đây rồi, đây rồi, xin nhẹ cái đầu nhá. Xin nhẹ cái đầu nhó. Đấy, xin nhẹ cái đầu. Trời, hết cầm ơn nó thoạt luôn. Bắn nào lại tôi, không bắn lại tôi được. Xả, máu mình tăng nhân cấp luôn. Xả. Đây rồi, cháu đi lẻ, cháu dở rồi. Tạ Văn Đông, này. Cháu này đi lẻ, hai cháu, hợp lý không anh em? Ơ, hình như có một thằng nó tiếng chân ở đây phải. Và lý do vì sao tôi nghe tiếng chân đó chính là bởi vì tôi dùng những tai nghe đến từ Rikaki Store đấy anh em ạ. Và dùng tai nghe ở đây nghe tiếng chân hết nước chấm luôn. Mấy cái tiếng chân này nó có một cái nó hay ở chỗ là nó phân tách được cái tiếng môi trường với tiếng chân với tiếng súng nghe rất rõ ràng. Đấy, nói sai đâu, cậu chạy đâu, bạn chạy đâu, bạn phản đòn à? À, chết trong đau đớn này. Hút máu chết, cay không anh em? Cay, bị hút máu chết cay lắm. Ôi thôi, nó bắn tôi lại hóa thành cục máu, lại chui ở bên trong nhà, đặt quả keo, sợ. Uy tín, đứng đang hoang bơm máu nhỉ. Ok, ở trong phiên bản OB41 sắp tới chúng ta sẽ có một cái hợp tác rất lớn là hợp tác với Kimetsu no Yaiba. Và lần này thì bên Ana làm khá chi tiết nha anh em nhá. Ok, ở đây chúng ta sẽ thấy là ta có các bộ trang phục liên quan đến Kimetsu no Yaiba, cái bộ trang phục của Tengen. Đấy, của âm trụ anh em. Đấy, bộ trang phục trông khá giống ở trong truyện. Đấy, tất nhiên là cái mặt của nhân vật thì sẽ không giống trong chuyện được, tại vì nó sẽ không phải nhân vật đấy mà chúng ta vẫn dùng nhân vật chúng ta, nhưng mà chúng ta có cái trang phục của âm trụ đấy, Tengen, Uzui Tengen. Đấy, Uzui Tengen. Tôi không biết là mấy bộ trang phục bên cạnh là của gì. Đấy, tiếp theo cạnh bên phải của bộ Tengen là bộ của Zenitsu. Đấy, bộ Zenitsu trông được không anh em? Trông rất đẹp luôn, chính là bộ Zenitsu này mặc vào trông lên rất đẹp. Tiếp theo cạnh bộ Zenitsu là một bộ gì đấy mà tôi không biết, trông khá đuổi. Tiếp theo cạnh bộ của trông khá đuổi đấy, đó là bộ Kamado Tanjiro. Đấy, quả áo gọi là áo gì nhỉ? Áo Haori à? Áo Haori. Và cái áo này nó sẽ có mấy cái kiểu như kiểu hình bàn cờ ấy. Ở dưới áo của Kamado Tanjiro thì sẽ là áo của Inosuke. Đấy, Inosuke. Đấy, thì chúng ta vẫn sẽ có cái đầu lợn này, rồi quả cởi trần này, chất vãi nồi, nói chung là chất vãi nồi. Còn mấy cái bên cạnh hình như là bộ đồ phong cách của thẻ Buya mùa tiếp theo, nhưng mà thôi cái này thì chúng ta cũng chưa quan tâm làm gì. Chúng ta sẽ có một thẻ Buya theo phong cách đi biển, có bong bóng này, đeo phao cá mập này, và một cái theo kiểu phong cách hip hop, kiểu chiến binh tương lai là hề biết thì đấy, zombie không biết gì đấy. Ok, nhưng mà đấy chưa phải là tất cả của Kimetsu no Yaiba, mà chúng ta sẽ có thêm đó là một cái bộ trang phục nữ đấy của Kamado Nezuko. Đấy, anh em thấy không? Em có bộ Nezuko luôn, chất vãi nồi. Bộ Nezuko thề với anh em sẽ là một trong bộ đồ rất đẹp, tại vì cái tóc của nó rất là dài mà xong lại có mấy cái vạch đỏ đỏ đó, chất vãi nồi anh em ạ. Chất vãi nồi, chất luôn. Đấy, thì đó là một số cái hé lộ. Còn mấy cái bộ đồ còn lại thì tôi thấy không có gì đặc biệt lắm. Mấy bộ đồ còn lại tôi thấy mấy cái đồ nữ này thì có một bộ đồ trông khá chiến, đấy là bộ đồ màu thỏ, bộ đồ không biết là thỏ hay con gì màu vàng vàng ấy, thứ hai ở từ bên trái sang hàng trên cùng. Đấy, ngoài ra thì những bộ đồ khác thì trông khá là bình thường, như cô Hương ngồi cổng trường nó bán nước đường với đang ngủ trên giường thôi. Thật ra mình để ý mỗi bộ Nezuko, đấy, còn mấy bộ kia méo quan tâm lắm. Đấy, bộ kia méo quan tâm lắm. Như vậy là cái đợt này thì là Gaena họ hợp tác là đúng cái đợt những cái bộ trang phục này là nằm trong Act 2. Đấy, nằm trong Act 2, nằm trong chat, nằm trong chương 3 ở trên phim ấy, trên anime ấy, đấy là cái khu vực phố đèn đỏ ấy, cái trận chiến ở phố đèn đỏ ấy. Nhưng không biết có Daki với cả Gyotaro không. Đấy thì cũng chưa biết được. Nên nói chung là rất là hay. Thì anh em cũng là ta làm thêm cháu nữa này, uy tín. Uy tín là Wicker 6 7 mạng luôn. Té thôi. Hay là quay lại nhỉ? Quay lại chờ xem mấy thằng đồng đội nó có đến hay không để mình quất nó, nhặt đồ nó đã, xem có đồ gì không. Đấy rồi, đồ đạc ngon đấy, đồ đạc nó ngon đấy. Ôi giời, chết, bị phát hiện rồi, hỏng rồi. Ui, đồng đội chết hết rồi. Vâng, đồng đội mình a đuổi thật đấy. Đồng đội mình a đuôi thật đấy. Để bây giờ đây móc lốp một thằng này ơi. Móc lộp. Trời, hóa thành bụi cỏ. Bạn hóa bụi cỏ mà bạn từng thoát với tôi á. Hóa thành bụi cỏ với chúng tôi. Hóa thành bụi cỏ. Ai, xèo đông vậy. Rồi, Hồng ơi. Thôi sao? Toang anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Thấy video mình hay thì đừng quên like, subscribe, thả mình tim rồi thả chuông thông báo nha anh em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.